xuất đây xuất đây bà chụp đẹp xú bà đợi xong bê xì bật tích sẵn ôi anh nè đặt đá phong nè internet đặt đá chẳng nó sau khi chia sẻ internet được slow đó là nè đã xìa mình sang đường tranh ba xong group chung đẹp số ba chứng bình to mê riêng dân tiếp ba khán lại bị bệnh ngày thiệt hại ba chứng ngày ní dân bình to về thả nụ xăm bị chê nhạc dân bình to tiệt ba ngày một nứng để dây bàn tràn đài bà vận tải nó trong để dây tiết ông này nên nó sang bị chơi nhẹ bà chứng dương bàn score lên á bà anh út sang bị chơi nhẹ nứng prai thà chất cầm sầm nực bà rứa co chất đá vừa vậy vậy tới về mình sau chết đằng à thà mình sau chiều bị miền cao nhẹ lực á bà chứng xong lực hàng đàm tới chất nó bị miền pì bà bởi dương dây tam chấp sự đầu tiên này cứ miền pì cứ sam bị chia nhẹ nâng anh út sam bị chia nhẹ và sam bị chia nhẹ cứ chất đá bọc đầy bảy nhá rồi có phep chlao chliệt phep chlạt vây phep bọc cai phep ra hạt hôn rồi có chất đá bọc đầy sợi tay bảy nhá nâng hào thá sam bị chia nhẹ và cứ chất nâng thưa cá ban tại pram phe roi tề bà chân là không chịu vật trăm ngày bỏ dương nữa để dương vô đăng về khá tôi có thua trâu về khá tôi có kết lõ về khá tôi được chuyển miền bánh nhà plus vang rồi có plus ba lõ nó cứ đòi hôm nay này sang bị chia nhận đằng hai chân thực vừa cá miền ban tập trăm thì rồi tệ bà chân vừa vừa cá tịch miền tên nó nát sang bị chia nhận đằng tại phía trán cứ vừa cá đòi ạ nụ sang bị chia nhận bà anh độ sang bậc chia nhẹ nó ra tha bình to bá chặt bình to nó cứ bàn đó chặt đại mình an nhẹ là lực rồi có chặt đại prasacha bảy nhà nương ai bà chân chặt nó anh độ sang bậc chia nhẹ nó cứ trau miên ca phật hạt tràn bà trau miên ca phật hạt trau miên ca hào tha tren nữa bà trau miên ca bình đông mình đào chặt nó tràn miên tên bà hào tha phật hạt chặt nó khăng miên tên á bà đôi chị dân phật hạt thưa đôi chị hạt pran chăng đầm bay dân miền sọc đẹp lõ tôi dân hạt pran ở bàn tràn một ngày nữa trong chị dân hạt pran ở bàn bà nâng hai chặt nâng đôi khnì đài đầm bay ở chặt nâng lõ chặt nâng đào thà thưa vậy cả trâu thưa vậy cả trâu á nâng tôi dân phật hạt chặt ở tràn bà chẳng vì thi trong ca phật hạt nâng cứ ca hào thà nị dây một căn khuôn anh đã bà nị dây một căn khuôn anh bà nị dây một bẹt nát để dựng trong nị dây rồi coi dựng nị dây bẹt nát để trong ấy là thà cả nó không chịu vật bỏ dựng bà được dựng mình sầu chà chớ dựng trâu nị dây một căn khuôn anh thà nhóm chim nụ chà nhóm chim nụ bọc cài bà hay bớt dần gì dựng mình sầu chia hào thà đập mình sầu lứa nữa rồi đập đâu mình được gì mẹ rom thay hiện long y đập sau lư nó dừng thì giờ luôn ai nhớ thạp nhóm đập bạc lọ nhóm đập lư lọ bà được này chẳng ạ để dừng chẳng được này nhóm vẽ bàn ta chẳng nhóm mình sau ba thì giờ luôn ai để thạp chọn nhóm này lọ này nhóm lư chứ bạc lọ nằng chẳng bây giờ bà xin thì dừng thì dây nó trong chụp nội nắng của bàn đây ở tập chơi game này dây nó đồng bây ở anh xăm bị chơi nhận nó vơ cao dừng
bà hay đôi chi dương mình sâu chết kịch rồi cực kịch mình sâu ba là o kịch mình sâu miền bắc tùm lo rồi cực kịch mình sâu vô đăng lại ban si chùm râu nó cứ dương trâu tá nô hào thanh vậy một căn luôn ai mới thật trong trên đẹp của cài kịch trên đẹp của thạp kịch đời phép mặt cho kịch đời phép bạc lo kịch đời phép là o kịch do cái rừng là o bà chân như vậy một căn luôn ai nò vậy để dẫn chân ói cả miền đất nông chịu vật là bao giờ bà chân đôi dương mình sau chát cái dương trâu thai trong chim đồ chát trong chim đồ một cài bà hay bờ sân gì dương mình sau miền ca tùm nẹt tùm nong là ó dương trâu tay để dây một căn khuôn dương thác trong chim mình nút miền ca tùm nẹt tùm nong là ó bà hay sân gì bờ sân gì dương mình sau một cài lụ tế chân dương trâu để dây một căn khuôn anh thác trong chim mình nút một cài lụ bà trong lục bàn lôi sôi sôi trong lục bàn lôi nghe nghe bà hãy được lôi chân bà sân thì dân chọn ở lôi nâng chôn một trong chi vật bà dân sâu sâu và dân trâu này dây thá ở con lôi chôn bà đọc nhầm sâu sâu chôn bà đọc nhầm nghe nghe rồi của thà lôi chôn bà đọc bà sâu sâu chôn bà đọc bà nghe nghe bà chân dân trâu này dây bẹo với chùm miên tẹo toàn năng ở vậy để chi đào vậy để dân chọn ở cao mê nọc trong chi vật bà dân năng ai bà chân nộp bê đại dương thì dây rươi 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 có đa đặt đá nâu ở vấy đại dương cho ai cát miền trong chi vật bỏ dương cư dương ai cát miền bán nó bóng ổn bà rô ảnh ụ xăm và chia nhẹ nó khăn miền tên á phía tràn dương rọt ngay nó cư tràn dương thì dây thác cho mình ai cho mình cát cho mình miền xa mặt tập hiếp cho mình miền lạc tập hiếp cho mình chỉ côn cát mau chỉ côn nẹ cro cát mau mình miền đầy kê cát mau mình xa đầy kê cát máu vì mình cướp vì mình chết cho ở chân đó nè bà chân dương tràn tay thì dễ bị ạ quay chùm miền bà chân ạ quay chùm miền tầng ở nắng vì mình ai ở dương tụt tụt ban được hiệp đi chùm ra bàn tề bà chân dương trong tế thì dễ bị ạ quay chùm miền một vịnh tha tật lo bữa nè lo bị ạ quay chùm miền một quay chùm miền hay như vậy một căn khuôn ai như rơi rơi rồi thằng ngày tới đồng bầy ói khu có ba rồi có ảnh sang bị chê nhẹ rồi bao giờ nó chấp dốt tại rừng lò lò bà chấp dốt tại rừng lò lò chấp dốt rừng với chùm miền tục được nóng khu có ba rồi bao giờ bà tiếng ổn nâng hát đã thua ở dương ai đi chùm rãn lươn nó bóng ổn bà nó không chụp bạp sổ tiến cứ tiêm tiêu ở dương nâng thì dây bị đọt đa nâng ai bà xong bây tại đây xong may nâng cô đau rồi bao giờ bà sau mình chia sẻ ông phụ mình đặt internet bà internet trong nó bị slow down hay bà ok mà mơ đá phân tái được toàn kề mà mơ sắc nè đã to rồi đi bà trong học con internet thôi để ao trong ai lại bàn ai ao trong prà bàn những slow slow học con bà chứng dương to để to năng anh học sang bị chia nhà bao dương tiền bà chân anh cũng sang bị chia nhẹ nâng cứ dân trâu phật hạt khuôn anh cho anh mình tên nó mong ổn bà trâu này dây một căn khuôn anh nâng rồi thế ngày bà chưa bởi xác cư này dây môn chôn kê nâng cao bị kênh bà dân anh này dây phí phê nâng bán căn tài lọ mong ổn bố thà anh cũng sang bị chia nhẹ nâng xông bay tới dân kênh lụ cả đói bên tay bên nội phơi cả đôi chỉ dân dò sọp khơi nê khơi nâu nâng có đôi hôm nay nè anh cũng sang bị chia nhẹ nâng hay bà tụi bay tới dân bật nê kênh lụ mên bên tay anh cũng xong phải chia nhau thác khu ba rồi bao giờ nó cứ nói tật vơi cả bà nói tật vơi cả rồi thằng ngày trong đội chiến dương trâu nị dây bẹ lọ lọ môn chôn kê nó trâu tên dây bẹ lọ nó nhom chiêm đồ chala nhom chiêm đồ bục cài cái nhom chiêm đồ bục cài lụ nhom rọc chồi lôi rọc chồi nồi bán sôi sôi nhom miên mục bò đồ lọ ai chỉ chăm chỉ vật bọc nhom ăn những sôi nè trong dương trâu té rọc rọc thà rọc bẹ với chồi miên nó máu này dây bàn tràn để mình về dân chùa kê nhằng đầm bay ói khu ba rồi bao dương nâng chọp giọt nập nông anh cũng sang bị chia nhận nâng tài rừng lo lo để dân chọn ở cả miến để dân chọn ói đi chùm rã nập nông chịu vật rồi bao dương bà chân mình chùa kê những cái dân trâu tan này dây bà hay mùi tiết cao bị kê bà cao bị kê những cái dân cao bị kê những cái dân trâu tan này dây đài bà trâu tên là dây rừng lo lo nó đại dương trong ao ở vây cát lang trong chi vật bao dương bà mình tha lời cạ mình tha một bò càng nghĩa rồi còn mình tha rừng ở vây mũi tê đại dương kịch tha khuôn dương đồng miền phía khắc hà đó nè cứ dương trâu tế đi dây một căn khuôn dương nâng nâu ở vây đại chiếc khắc hà đó đồng bây ối từ tụt ban đồng phía lo và xa bà chân dương mơ dương xu khuôn anh tha ta
អ្វីទៀតដែលយើងត្រូវឲ្យរីកចម្រើនឬក៏មានវិធីអ្វីនោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើទៅវាល្អជាងនឹងវារីកចម្រើនជាងនឹងភាពល្អប្រសើរជាងនឹងនេះយើងត្រូវតែស៊ូខ្លួនឯងមកបាទនៅពេលដែលយើងស៊ូខ្លួនឯងអញ្ចឹងអនុសម្បជាញ្ញៈនឹងធ្វើការឲ្យយើងរកចម្លើយឲ្យយើងហើយឲ្យយើងធ្វើតាមអ្វីដែលជាសំណួរបាទចម្លើយនឹងឃើញសម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស៊ូខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនស៊ូខ្លួនឯងកាន់តែញឹកយើងក៏ដឹងចម្លើយនឹងក៏កាន់តែច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយអភិវឌ្ឍលឿនបាទងាយចាប់យករឿងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យកើតមាននៅក្នុងជីវិតយើងនឹងក៏លឿនដូចគ្នាដែរបាទដោយអំណាចនៃការស៊ូខ្លួនឯងគឺខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនបាទការស៊ូខ្លួនឯងមកកាន់ខ្លួនឯងនឹងគឺអស្ចារ្យណាបាទពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែថាដូចឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះនឹកអត់ឃើញទេតែនៅស៊ូពេលខ្ញុំស៊ូខ្លួនឯងតែបន្តិចគឺធ្វើឲ្យរឿងទាំង lain ហ្នឹងគឺនឹកឃើញបាទដូចពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅផ្ទះបរិយពេញហូតបឹងស្នោច្បារអំពៅហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញត្រូវយកអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវហើយខ្ញុំក៏ស៊ូខ្លួនក៏ស៊ូថាតើខ្ញុំគូធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាឬក៏ត្រូវធ្វើដំណើរតាមណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដោយស្រួលណាបាទខ្ញុំស៊ូអញ្ចឹងស៊ូថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរតាមណាណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្រួលណាដោយភាពងាយស្រួលបាទនៅពេលដែលខ្ញុំស៊ូខ្លួនឯងអញ្ចឹងមួយសន្ទុះមកក៏នឹកឃើញថាគូតើទៅតាមផ្លូវនេះនេះតាមផ្លូវនេះវាផ្លូវកាត់ផងហើយនេះផងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនឹងអត់សូវស្ទះសោះបាទអត់សូវស្ទះទេប៉ុន្តែវាមានស្ទះដែរពេលល្ងាចហ្នឹងអាម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងគឺស្ទះហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលនៅស៊ូខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាវៀងថាវាកាត់អាផ្លូវដែលមិនស្ទះហ្នឹងច្រើនដែរហើយបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្នកគ្រូម៉ែរួយគាត់មានប្រសាសន៍មួយថាខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងជា map បាទជាផែនទីបាទដែលយើងដែលចង់ឲ្យផែនទីហ្នឹងថាជាមិនផែនទីទេគាត់និយាយថាGPS បាទខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺជាGPS បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអ្វីក៏ដោយដោយប្រើ GPS គឺការស៊ូបាទបងប្អូនបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរឿងអីមួយកើតឡើងចំពោះយើងយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងស៊ូថាខ្ញុំត្រូវធ្វើឬមិនណោះនេះដូចតែយើងមិនដូចថាឥឡូវយើងមិនសូវប្រកែលុកអញ្ចឹងយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើមិនដើម្បីឲ្យខ្ញុំប្រកែលុកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំលុបបានឬក៏ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមកទិញដីឡូរបស់ខ្ញុំស្រួលស្រួលងាយៗណោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនស៊ូសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងជាច្រើនអញ្ចឹងរឿងល្អល្អដំណឹងល្អល្អនឹងឲ្យយើងដឹងបាទតាមរយៈអនុសម្បជាញ្ញៈឬក៏តាមរយៈចក្រវាលនឹងបង្ហាញផ្លូវយើងបាទនេះជាភាពអស្ចារ្យមួយណាបងប្អូនបាទជាភាពអស្ចារ្យមួយដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើននឹងគឺការស៊ូខ្លួនឯងមកច្រើនឲ្យច្រើនបាទស៊ូអនុសម្បជាញ្ញៈនឹងដើម្បីឲ្យអនុសម្បជាញ្ញៈនឹងធ្វើការឲ្យយើងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលជាអាចកំបាំងមួយដែលមិនសូវមានអ្នកណាសូវបានដឹងទេបាទអញ្ចឹងបានបុគ្គលដែលគាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាច្រើននឹងគាត់តែងទៅស៊ូខ្លួនឯងជាប្រចាំបាទនៅពេលដែលគាត់ការងាររបស់គាត់រៀងស្ទះគឺគាត់ស៊ូខ្លួនឯងណាគាត់ត្រូវធ្វើមិនដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនជាងនឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងវាដោះស្រាយទៅស្រួលដំណើរការទៅស្រួលបាទភាគច្រើនគឺគាត់ស៊ូខ្លួនឯងបាទសំបីតែលោកគ្រូដានឡុកហ្នឹងក៏គាត់ស៊ូខ្លួនឯងដែរហើយក្នុងសិភៅរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអានបានខ្ញុំបានអានចប់ប្រហែលក្បាលបាទអញ្ចឹងគាត់ស៊ូឲ្យយើងចេះស៊ូខ្លួនឯងទៀតបាទគាត់ឲ្យយើងស៊ូខ្លួនឯងឲ្យច្រើននៅអ្វីណាដែលជាចម្ងល់អ្វីណាដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងដើម្បីរកដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនស៊ូអ្នកដតីបាទបងប្អូនទៅស៊ូអ្នកដតីជួនកាលគេប្រាប់ត្រង់ជួនកាលគេប្រាប់មិនត្រង់បាទបុគ្គលណាឬក៏អ្នកណាគេចិត្តបាននឹងយើងគេល្អនឹងយើងទៅគេប្រាប់រឿងល្អល្អមកឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យរីកចម្រើនឬក៏ល្អជាងគេគេមិនសូវប្រាប់រឿងល្អល្អអីឲ្យយើងទេគេខ្លាចយើងចេះដឹងជាងគេឬក៏ខ្លាចយើងនឹងឆ្លាតវៃជាងគេអញ្ចឹងគេមិនសូវប្រាប់រឿងល្អល្អទេតែនៅពេលដែលបងប្អូនស៊ូខ្លួនឯងបាទបងប្អូនចង់បានចម្លើយបែបម៉េចគឺបងប្អូនត្រូវតែស៊ូសំណួរអញ្ចឹងដើម្បីបានចម្លើយនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែបានចម្លើយមួយដ៏ល្អឲ្យបងប្អូនបាទនេះគឺអំណាចនៃអនុសម្បជាញ្ញៈគឺបែបហ្នឹងបាទយើងកាន់តែស៊ូខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននៅចំណុចណាដែលយើងចង់ឲ្យរីកចម្រើន
យើងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនក៏តាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងការស៊ូនឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាបងប្អូនបាទការស៊ូមកកាន់ខ្លួនឯងណាបាទការស៊ូមកកាន់ខ្លួនឯងនឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនហើយក៏ជាការអភិវឌ្ឍលឿនជាទីបំផុតបាទជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងឯងដែលយើងមានចំណុចខ្វះខាតដែលយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងវានៅខ្សោយចំណុចណាមួយឬក៏ខ្វះខាតចំណុចណាមួយយើងត្រូវតែមានសំណួរសួរមកកាន់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនហ្វឹកហាត់ណាបាទហើយខ្ញុំចេះសួរសំណួរហ្នឹងតាមទរយៈសិភោពីដំបូងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំអានសិភោបាទសិភោច្រើនដែរបាទអូច្រើនណាដែលគេឲ្យយើងចេះសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងណាបាទសំបីតែលោករបស់លោកគ្រូសុភោដកគោលបាទសម្រាប់គោលដៅរបស់លោកគ្រូ Prentice ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងដែរហើយលោកគ្រូ Danlock ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យសួរខ្លួនឯងដែរជាពិសេសគឺក្នុងសុភោបងប្អូននៅពេលដែលយើងអានសុភោកាន់តែច្រើនណាគឺគេប្រាប់កន្លឹះសំខាន់ឲ្យយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺគេចេះឲ្យយើងចេះសួរខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអ្វីចំណុចណាដែលយើងខ្វះខាតចំណុចណាដែលយើងគិតថាខ្លួនយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងនៅខ្វះខាតចំណុចណាមួយគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងបាទសួរខ្លួនឯងហើយត្រូវគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនបាទនេះជាចំណុចមួយដ៏ល្អមែនទែនណាបងប្អូនបាទដែលខ្ញុំអាចមានថ្ងៃនេះបានណាឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំបានរហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំសួរខ្លួនឯងហើយនឹងការគិតនិវិជ្ជមានបាទហើយនៅក្នុងសិភៅមួយទៀតនោះគឺថាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យណាបាទខ្ញុំមិនទាន់បានអានទេសិភៅពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្ដាប់បាទស្ដាប់ក្នុង YouTube គឺក្នុងសិភៅហ្នឹងគេឲ្យយើងសរសេរពាក្យវិជ្ជមានបាទសរសេរពាក្យវិជ្ជមានយកមកអរគុណពេលព្រឹករាល់ថ្ងៃបាទនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគឺការសរសេរហ្នឹងក្នុងសិភៅ The Magic ហ្នឹងក៏មានបង្រៀនដែរក៏មានប្រាប់ដែរសិភៅហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានអនុយកមកអនុវត្តទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំបានស្ដាប់នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងថាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺគាត់ឲ្យយើងសរសេរបាទសរសេរចំណុចល្អល្អយកមកនិយាយអរគុណនៅក្នុងពេលព្រឹកក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏មួយព្រឹកហ្នឹងសរសេរបាន10ចំណុចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហាត់អនុវត្តសរសេរបាទកាលប្រមាណអាទិត្យមុននោះខ្ញុំសេបានច្រើនមែនទែនណាបងប្អូនសេបានច្រើនចំណុចណាស់បាទប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះក៏លែងខានបានទៅសេបាទនេះជាចំណុចមួយដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍនឹងផងដែរបាទជាពិសេសគឺមួយទៀតនឹងគឺបង្កើតប្រយោគនៅក្នុងការអរគុណនោះឲ្យបានច្រើនបាទក៏បង្កើតប្រយោគនៅក្នុងការនិយាយអរគុណនោះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងហៅថាអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងនឹងឲ្យទទួលបានភាពរីចម្រើនខ្ពស់បាទជាពិសេសខ្ញុំកំពុងតែមโนរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សពូកែលោកបាទខ្ញុំត្រូវតែមโนថាខ្ញុំជាមនុស្សពូកែលោកបាទខ្ញុំគឺជាអ្នកលូកដល់កំពូលខ្ញុំជាអ្នកលូកដល់ពូកែខ្ញុំជាអ្នកលូកដល់ឆ្លាតវៃខ្ញុំជាអ្នកលូកដល់ឆ្នើមខ្ញុំជាអ្នកលូកលេខ1បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងនៅថាខ្ញុំជាអ្វីហ្នឹងគឺយើងនិយាយដដាលបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបាននៅអត្ថកម្មិតបែបហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនឹងក៏លឿនតាមអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនបាទនិយាយរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលដែលយើងនឹកឃើញនិយាយទៅតនេហ្នឹងយើងនិយាយមកបាទទាំងនៅផ្ទះក៏ដោយទាំងដល់ការិយាល័យរបស់យើងថា office ការិយាល័យរបស់យើងនឹងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែនិយាយបាទនិយាយឲ្យច្រើនណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអ្នកជាអ្នកលូកដូរនឹងគឺត្រូវនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកលូកដូរឆ្លាតវៃខ្ញុំជាអ្នកលូកដូរពូកែខ្ញុំជាអ្នកលូកដូរជំនាញខ្ញុំជាអ្នកលូកដូរអស្ចារ្យខ្ញុំជាអ្នកលូកដូរឆ្នើមខ្ញុំជាអ្នកលូកលេខ1បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងមកឲ្យកុំភ្លេចរឿងអរគុណផងណានិយាយចប់ហើយត្រូវនិយាយអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណ3ដងនឹងត្រូវតែនិយាយដែរបាទនឹងជារឿងសំខាន់ណាបងប្អូនបាទជារឿងអស្ចារ្យមួយដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនបានបាទហើយមួយទៀតយើងដូចថាយើងមិនសូវមានការទំនាក់ទំនងល្អក៏យើងត្រូវតែនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សមានការទំនាក់ទំនងល្អមែនខ្ញុំទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីបានយ៉ាងស្រួលបានយ៉ាងពូកែនេះយើងនិយាយមកចំណុចណាដែលយើងចង់ឲ្យទទួលបានភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
bà chứng trâu chắc bà cao bà vô cao o con hay trâu chắc thì dây bẹo với chùm miên mà căn khuôn ai vậy bàn tràn bà hãy đôi chân lôi nâng của đôi khi dây chân trâu chắc bà cao bà vô được không ca thì dây o con lôi bà rất có o con lôi để cho một trong nhóm sổ sổ nghe nghe ở trong rọc bàn sổ sổ nghe nghe nế o con lôi ở trong pra pra chai về nâng chặt chai bàn được sổ sổ o con lôi ở trong tinh đầy tinh lan tinh tiết bàn những sổ sổ o con lôi ở trong cột cung cru xa rập bọc trong bàn được sổ sổ o con lôi đầy ở trong thật vừa kịch ca nghe cướp đồng rau ca rập bọc trong đầy sổ sổ đầy nghe nghe nế chân nộp bê đầy dương thì dây o con lôi chân á bong ổn lôi cứ chôl một dương cướp tư cướp tì tầng ọ bà sân chuyển dân nè lụ tế lụ ấy cái đó cứ đạch năng nè bà lụ đây có đạch lụ bong chỉ po có đạch lụ xong bà rẽ xem xem để dân còn phong tiền lụ nó cứ đạch năng tầng ọ bà hãy bà sân chỉ mùi mình đạch tế coi dân lụ mùi ban đặt ban tiệt đài bà chân ban đây tha bạp sổ rộp tiền ní mình mến chết thật sổ với bong ồn to tại dân miền mục rộp bò bà to tại dân miền mục rộp bò chúng bớt sinh dưỡng ăn một rập bò phong hay bán ai sroop sroop tam na bán mình nè bằng phốn chúng tôi dưỡng miên một rập bò tự dưỡng ai sroop ao ở thể để chôn tinh ai ban rập bò dưỡng hay dưỡng trâu ao quân ở thể để chôn tiệt và dưỡng trâu ao quân ở thể để chôn rập bò dưỡng để tinh tây cái đó tinh nhà quay xong rập bò dưỡng nâng đời sroop sroop để nghe nghe nâng dưỡng người trâu tinh vậy ao quân ở thể để chôn nâng ai và trâu đằng quân đằng hào thác đằng cả đằng quân bà pro ca đăng quân nâng cư chìa ọt chàn mên tên nó bằng phốn bà đôi nhập nông sự phô được mà chức nâng nạ sầy ron đập bớn quả miền bật sát thà nế ca đăng quân rộp bọt nạ cư chìa mệt đầy nạ càng tệ đăng quân khlăng của nà nạ càng tệ sổ tiên phép xung bố bà tràn bọn nâng đầy nế cư chìa chạp chạc khả vả nó bằng phốn ca đăng quân nâng cư chìa chạp chạc khả vả bà hay ca đăng quân nâng mình mên tệ sát sà nà tệ bằng phốn group sát sà tưởng ọt nếu không sát na bệ sĩ mà sám put bảo mật kêu này dân nó có phong sầm đai ở cả đăng côn đai và phần tai cả đăng côn rồi bảo dân phải trán cứ dân đau từ lơ mình nu nẹt đại miên ôp cà rạ côn mà lời dân cứ dân trong đăng côn nẹt nằng co phần tai chấp bắp chặt vào cái đôi chia chấp bắp tham mà chia nè à quay đại đo phép là ở sao mà ở dân đo sực đây sóc mà ở dân đo phép đi chấm ran mà ở dân nếu dân trong tài miền cả đăng quân chồng phu vật thọ tiếng ọt nâng xong bởi tiếng ọt nâng rưu cơ rộp bọc tiếng ọt nâng bà hai ca nì dây ọt quân rộp bọc dân nâng kran tài pra ả rõm nì dây tha ọt quân đòi ả rõm chanh phì đun chất rộp bọc dân tài bọc nọ nụ cư dân tật tụ bán nổ rưng lọ lọ chì chán đàn nực xa màn mạng đọ bà nì cơ chìp hiếp xa sứt mùi đỏ chá nì chạp sổ tiên nụ trong chùm nách nì ca nì dây ọt quân nì ảnh bà chống bằng phôn hát như vậy o quân nâng bàn trả nó bằng phôn bà công kết tha ca o quân nâng mình mên bị mình chia bị giói mình ban bị giói ấy rồi còn mình miền hát ấy để trâu như vậy o quân nụ tề bà chân ca như vậy o quân nâng cứ chia phía xa sức mùi đỏ trà bà đại nô rư lọ lọ chôn một trong chi vật rồi bỏ dưỡng đòi sổ sổ đầy nghề nghề bà chân dân trâu nị dây o quân nó ngoài bàn tràn nè đầm bay ở rừng lọ lọ chôn một trong chi vật rập bò dường hai chiều vừa sai thuật tiên nó cứ trâu nị dây bẹo với chim miên nó ngoài tràn một căn khuôn dường đầm bay ở dường chụp từ rừng lọ lọ trong chi vật rập bò dường đôi khnề rồi còn đầm bay ạ thì vót khuôn dường nè ở từ tổ ban đầu phía bên chim rạn lớn bà chân chim nói na nị dân quá khát cứ dân trâu tái nị dây chim nói lọ lọ một căn khuôn ai bà chân bờ sân thì dân mình phục cài lúc cái dân trâu thì dễ trong chia nhận lúc đọc cầm pu trong chia mình lúc phục cài lúc nè lúc đánh nè ở quay được trong lúc hai đang tại đánh đang đầm yên phiêu cầm mong ít chụp chua từng ở nè cầm mong dạng tràn ai ván lúc đánh được chạy free chẳng hết nè bà chân dân trâu tên thì dễ bẹt từng ở nằng đầm bay ói anh lúc xăm thì chia nhận nắng thưa ca ở dường bà nếu chia ông nai anh lúc xăm thì chia nhận cứ ba nắng nó bằng phổn bà hãy bớt xin gì dân mình thưa từng ông nâng tế cư dân mình ai ra chùm ra bàn tê tôi thì dân ở xa xu khuôn ai nhà xa ở rồi cập nít với chùm miên mà ô côn mà đăng côn hay nâng đi dây biệt với chùm miên nâng mà một căn khuôn ai nhạc bàn tràn bà tớp thưa ở dân nâng tớ tốt bàn lập hiệp ra chùm ra bà chân nế tiệt toàn nâng ông này nè nụ xăm bà chê nhá cư thưa cao dân khăn mềm tên bà hãy nụ tràn nâng mong ôn nè sự phô sự phô này ông này này anh cũng sang bị chia nhẽ này bằng phôn ai cũng đọc thật tình bàn cứ sự phô này miền rồi hốt đó cáp chia ba chấm ngữ tam để dạ anh cũng ông này này anh cũng sang bị chia nhẽ ông bàn tiếp đó bằng phôn bà
vì vậy nước ban này tham việc ca tranh việc trận đồng bào dân tề trong bờ sân thì dân vô đang ở bên chất nâng ở căn để trâu căn để kháng nó bằng vốn cứ dân ai chủng nét group ở vậy vậy group áp giang chẳng ở bà bờ sân thì dân vô lòng pi hà tha chất nâng ở chỗ bán bà chất nâng ở tha chuẩn bị tập nôm thông rừng dạng na oi cột oi nôm nâng rồi lấy bàn đài nên đời sai chất bà lâu khi nhớ nôm mới thành cái quạt cài ở lề nhớ đời sai cái trong cái chi vô ai xem xe những cái nâng đời xa chất cái trong thời chi vô đầm bay ban ai mua nó đầm bay vô đây vô vô thmo rồi cái vô xong rồi ai xem xe nó không nông nặng chẳng cái những cái tì ở xong bay tập nông thôn nhân na cái đòi bàn tay bật thả chất trong hai bằng phồn rồi cái thả chất nâng miền ẩm na cho chất nâng răng muôn hai nãy tụp nông nâng thôn bàn na cái đòi có trâu tay rồi lấy đài và chẳng hãy ban chi thả sợ thay chỉ trả nâng ban quạt bằng ca dân nằm bằng ca đạm mà nô nô lơ than về chăn than xem xem phục xem xem nữa nên đời sai chất cái trong bằng ca thì trong bằng trên sna đai đỏ cha cái trong bằng ca ở vây môi đại chỉ rừng ở cha nộp nông bị phục lô hay có cái đau từ lơ rừng nâng tử nếu pra tha ăn uống tam chấp bắp sầu tiền tới cột vừa ở bọc quần nút từ sầm rách tam bằng non phật na là bọc quần và đôi chia sẽ thấy Elon Musk chẳng bà Elon Musk rót ngày ní bà này tha chia sẻ thay lệ muối làm đáp bị phục lốp rót ngày nè hay quạt ban bằng cá tiền ao bạc ca no mình nốt phẩm ăn bay liền nét tàu ru nâu than bị chặn bà này cứ chỉ phép ở cha rồi bọc quạt nó bằng vốn bà chẳng hay này chia ẩm nại này mà hay chặt ta nâng cô đau rồi bọc quạt bà hay nâng pra tam chấp sầu tiền đâu có thưa ở quạt nâng sầm rách tam mầm non phật na bọc quạt trong sầm bay thì dân của đôi khi này đây sầm bên đường cô đau để dân trong ao miền thì vật trong ao chỉ vật bọc dân nên tổ tôn ba nò vây vây để dân trong ba nè miền lôi miền lan miền tia miền ở vây vây nộp nông lộc nè đấy nộp về để dân kết thành trong miền trong ba hay dân cầm nót cô đau ở ban chấp loa tới hay ăn ở quạt ở đâu có ro vị thi sát vô tử sát đầm bay ở sầm rách tam đây sầm bên đường cô đau rồi bao giờ tới dân nâng tập tụt ban đôi kề đại hải à vậy là sầm khán cứ đam tranh bị chất rồi bao giờ chỉ muốn sân thà dân chẳng khai chiên đạo miên chẳng khai chiều vây chẳng khai chiều sạch thay rồi cái chẳng khai đôi bậc cô đại kề khai luôn hai rồi nào nếu bờ sân thì dân chẳng hay bằng chẳng cứ dân trao tại bằng cá chất nâng à thà bằng cá thiệp lóc đam tranh bị không chất rồi bao giờ chỉ muốn sân bà chân nộp về thì dân bằng cá phép sọc đom chân bị khăn chất rồi bà dân hai chân môn hai nâng xong và đẹp khăn cáo ấy nâng cá trọc gót đòi dân đôi khăn hiện đại bà cứ xâm khăn cứ dân trâu tới bà chất khuôn anh ôi tà lý ấy trong miền trong bán nào vậy vậy để cục bạp giang là khăn lột ní nế sắp tới chìa rước đại dân trâu tự bán tiền ôi ôi thì dân trong bán chân bị khăn chất rồi bà dân chân môn sân bà chứng xâm rạp thay nâng miên bà màn bà nâng chạy toàn nâng ông nạch nha lúc xâm bà chìa nha pro internet đích mân sâu sâu bà màn bà chứng đợt lệ khai chó bà chứng thay xa ngay khói nhông nâng nì dây ông bí ông nạch nha lúc xâm bà chìa nha nâng mân tỏ tiết đâm bấy bán chìa ca hò thà áp hì vọt nọt cầm nít đọc luôn nhóm nâng chạy rầm lê nâu châm đẹp đăng nít tự đọc bọn ôn tường ọc nế đâm bấy ỏi bàn chắc đăng tiệt toàn nâng cho bắp sổ tiền đi phòng đài và chân xâm rập ngày ní mềm rảm ảnh bởi nét khó chú quan nhận là xô mê chia sài xông cực chùm rếp liền bye bye.